Mối tình Tây Ba. Hiểu Mỹ là một nữ doanh nghiệp xinh đẹp, giàu sang thành đạt. Nàng cùng chồng là An Vĩ sống hạnh phúc với hai con, một trai một gái, chúng thông minh, ngoan ngoãn, ai cũng khen đây là đôi uyên ương lý tưởng. Nhưng chính nhan sắc, thành công và sự duyên dáng của Hiểu Mỹ đã khiến nàng phạm phải sai lầm, tự phá tan mái ấm của mình. Trong một lần công tác hiểu mỹ gặp và quen anh chàng họ điền hai bên nhất khiến chung tình vừa nhìn đã thấy yêu cảm thấy vô cùng ý hợp tâm đầu luyến ái ngày càng sâu đậm họ đắm chìm trong lưới tình thương nhau mê mệt yêu đến chết đi sống lại anh điền vì muốn có được hiểu mỹ mãi mãi nên đã chủ động tìm đến an vĩ thông báo mối quan hệ mật thiết này và đề nghị an vĩ hãy ly hôn với vợ an vĩ về nhà trong cơn phẫn độ đã ra tay đánh hiểu bỉ trước mặt hai con hiểu bỉ bị đánh rất căm giận kiên quyết đòi ly hôn nhưng an vĩ chẳng đáp ứng nhờ bạn bè giới thiệu hiểu bỉ tìm đến tôi sát diện tiều tụy mặt tái nhợt khóc lóc kể lại sự tình đã qua tôi nghe xong bảo hiện giờ chị không thể ly hôn bởi vì mối quan hệ giữa chị và anh Điền là tài dâm Đây là tình tội lỗi Nếu phát triển tiếp thì sẽ càng thống khổ nhiều hơn Vì anh Điền cũng đã có vợ Gia đình đang êm ấm Lại còn có một đứa con gái nữa Gần một lúc Tôi nói tiếp Chị và anh Điền về sao động tình cảm nhất thời Mà đòi dứt bỏ hết tất cả để kết hợp với nhau Vậy thì quả báo cả hai phải gánh lấy Chắc chắn sẽ rất thảm khốc nhìn vào ánh mắt hoài nghi của Hiểu Mỹ, tôi cảnh báo. Có đến với nhau bây giờ thì chỉ trong thời gian ngắn nữa, hai người sẽ phải chia tay nhau thôi. Do chị chưa đoạn sát nghiệp, còn ăn mặn, lại phạm thêm trọng tội tài dâm. Nếu chị không biết ăn năn sám hối, thì sẽ mắc bệnh phụ khoa hiểm nghèo và qua đời khi chưa đến 40 tuổi. Hiểu Mỹ nghe nói cả kinh, vội nói. Trời ơi, Gần đây á, tôi nghe bụng dưới nó đau râm râm khó chịu Có thiệt là tôi bị bệnh phụ khoa không? Năm nay tôi 36 tuổi rồi Vậy làm sao thoát khỏi kiếp nạn này đây? Chị hãy quay về với chồng của chị đi Dốc hết sức thực hiện chu toàn bổn phận làm mẹ, làm vợ Hãy chăm sóc chồng con chu đáo Và phải đoạn tuyệt hẳn Không được gian díu danh điền nữa Kể từ hôm nay Chị phải tụng 49 bộ kinh địa tạng Lo ăn chay phóng sinh, nghiêm trì ngũ giới, xuyên học Phật tu hành. Hiểu Mỹ nghe xong, gật đầu nói. Tôi sẽ về nhà làm như lời cô dạy. Nửa tháng sau, Hiểu Mỹ mặt mày hồng hào tươi tắn đến thăm chúng tôi. Vừa gặp, cô đã nắm lấy tay tôi và nói. Hiện tại thì tôi đã cắt đứt, không gặp anh Điền nữa. Chị nhớ kiên trì tụng kinh hồi hướng, dứt ác hành thiện, trì giới tu hành, Xem như đổi mới cuộc đời lại hết kể từ đây Hai tháng sau Cuộc sống hiểu Mỹ đã chuyển tốt Hàng ngày chị tùng kinh Sám hối Những lỗi lầm trước đây Và âm thầm hành thiện tích đức Không những thế Cả gia đình chị đã bắt đầu ăn chay Hậu Phật Cuộc sống gia đình trở nên hạnh phúc Ấm êm Nhờ vậy các con an khỏe Trưởng thành thăng tiến Phần anh điền Mới đầu không cam tâm bỏ cuộc không chịu rời xa hiểu mỹ tôi phải khuyên lương giải thích phân tích lợi hại đủ điều cuối cùng mới dàn xếp ổn thỏa kể lại câu chuyện này tôi mong rằng các mái ấm trong dân gian luôn sống hòa thuận an vui hy vọng tất cả các cặp vợ chồng sẽ thủy chung với nhau tương thân tương ái xin quý vị đừng vì sao động nhất thời mà phát sinh ngoại tình quả báo tà dâm rất đáng sợ ngoài kết cuộc người mất nhà tan còn chiêu lấy thảm báo ở địa ngục khi khởi tâm ngoại tình hay nuôi dưỡng ý tà là quý vị đã tự phá tan phúc báo hiện có nghĩa là tài lộc quyền đều bị sạc ai cũng tưởng sát sinh mới đoán bệnh nhưng thật ra tà dâm cũng chiêu lấy quả báo bị các bệnh hiểm nghèo tán tài Mất phúc lộc Và đoán bệnh Chết rồi Còn đọa vào địa ngục chịu khổ Xin mọi người hãy nghiêm trì giới luật Chẳng nên đến ngoại cảnh dụ dỗ Nếu người lỡ phạm tà dâm Thì ngay đây nên hạ quyết tâm Từ bỏ Tha thiết sửa đổi lỗi trước Phát nguyện sám hối Vĩnh viễn không tái phạm Như vậy mới có thể chuyển đổi vận bệnh mình thành tốt đẹp lời người dịch hiểu mỹ ngoại tình bị quả hồng cảnh báo nếu tiếp tục sẽ không hạnh phúc với tình dân còn mắc bệnh phù khoa năng y và chết yểu vậy thì ác độc giả sẽ có người thắc mắc nói rằng thấy trên thế gian này cũng có nhiều kẻ ngoại tình và họ ra đi xây tổ uyên ương với người mới cũng đâu có bị báo ứng gì chúng ta có thể lý giải như sau người làm ác mà chưa bị báo ứng liền là do phúc họ còn nhiều. Một khi phúc suy, quả báo sẽ ập tới. Và lại, bạn chỉ đứng bên ngoài nhìn, đầu theo sát một bên. Cũng chẳng phải là người trong cuộc để cảm nhận được những bất hạnh mà kẻ ngoại tình phải thầm nếm trải. Nếu bạn theo dõi lâu dài, ác sẽ thấy diễn tiến sau này đa số đều xảy ra đúng như lời quả hồng đã cảnh báo còn nữa Trong chuyện Diễm Tuyết Cô Diệp Tuy ở vị trí kẻ thứ ba Nhưng cô xuất hiện để đòi nợ Và báo thù Trả lại những thống khổ Mà đối phương đã từng gieo cho mình Ở kiếp trước Bởi kẻ có lỗi trong đây là Diễm Tuyết Nên hiện đời không được phép hoán giận Ngược lại Còn phải tạo nhiều phúc thiện Để hồi hướng cho cô Diệp Hầu cứu chuộc lỗi xưa Do vậy mới có những chuyện tình oan trái bất công phù tình mà không thấy báo phá gia can mà chẳng thấy trả quả là vì những ẩn khuất trong đó ta chưa hiểu chứ luật nhân quả vận hành không bao giờ sai riêng chuyện hiểu mỹ khi không mà tạo tội thì sẽ lãnh ác báo như quả hồng đã cảnh cáo phần đông người ta phạm lỗi vì không hiểu luật nhân quả nếu am tường rồi thì ác sẽ không cam lòng tạo tội. Vì nếu so sánh, sẽ thấy chạy theo tình cảm nhất thời, niềm vui không bao nhiêu mà hậu quả thống khổ phải trả lại vô cùng tận. Nếu đặt lên bàn cân, người khôn ngoan sẽ biết chọn điều thực sự có lợi cho mình. Người ta thường nói, Phật Pháp là suốt thế, không dính gì đến thế gian. Ấy vậy mà, Phật Pháp lại tác hợp cho thế gian vô cùng tốt đẹp để tôi kể bạn nghe câu chuyện thực mình từng chứng kiến. Tôi quen Nhã Lan, cháu khoảng 26 tuổi, rất xinh đẹp, tốt nghiệp trường điện ảnh, hành nghề không bao lâu thì cháu kết hôn với một Mỹ Nam tuấn tú. Môn đăng hồ đối và giải nghệ sống bình thường như bao mái ấm khác. Nhưng vợ chồng Nhã Lan là đôi trai tài gái sắc, mà tài sắc trong dân gian luôn là tiêu điểm để phần đông người ta theo đuổi tranh giành. Do vậy, mà hôn nhân của Nhã Lan nằm bên bờ vực tan vỡ, vì ai cũng có người theo đuổi. Nếu cả hai vợ chồng đồng không chung thủy, thì chuyện chia tay là lẽ đương nhiên. Có lần, Nhã Lan gọi điện cho tôi tấm tức khóc kể. Cô ơi, con không muốn sống nữa, cho con chết quá cười vừa nghe cháu than tôi hiểu ngay trong đời người ta thường đau khổ vì sự nghiệp danh vọng tình cảm bất như ý nhã lan có đầy đủ hết nên tôi đoán chỉ có tình cảm mới làm cho cháu buồn dữ vậy ắt là do đức lang quân có nhiều đeo đuổi đã khiến cho cháu sầu khổ vì vậy tôi bảo kiểm lại xem trong đời con có từng làm khổ ai chưa dạ có rất nhiều nhiều lắm cô vậy thì xem như con đang trả quả đi nếm lại khổ đau để thông cảm với những người từng bị con làm khổ lúc ấy tôi rất bận do phải tiếp hai cuộc điện thoại bất ngờ và quan trọng cùng lúc nên không kịp nói gì nhiều với nhã lan và cháu đang buồn nên cũng không muốn nói năng chi nhiều sau đó cháu kể cho tôi nghe lúc đó đang rất muốn tự tử nhưng câu nói xem như con trả quả đi của tôi đã làm cho cháu bừng tỉnh và quyết tâm vượt qua khổ đau sau đó hai vợ chồng cháu được một cao tăng hướng dẫn trước tôn tượng phật họ thề sám hối mọi lỗi xưa nguyện sống chung thủy nghiêm trì ngũ giới tu theo phật pháp hiện tại nhã lan sống rất im ấm cháu từng tâm sự với tôi cô ơi con không có mơ giàu sang danh vọng hay bất kỳ thứ gì khác Con chỉ muốn sống an phận như vậy mà hạnh phúc là đủ rồi Ngày ngày tự kiểm lỗi mình để không phạm sai Ngày ngày càng hành trì theo pháp Phật Tụi con càng hạnh phúc Nhờ vậy mà vợ chồng con tin nhau tuyệt đối Ai mà nói xấu con á là ảnh binh liền à Ai mà nói xấu ảnh thì con cũng binh nữa Vì biết đôi bên đều lo giữ giới Không dám tạo tội phạm lỗi nữa chẳng còn ai lo ai ngoại tình chẳng ai thèm canh ai nữa vì đã có giới pháp của phật bảo vệ rồi mà tụi con cứ thế mà sống cứ thế mà tích đức tạo phúc gieo nhân an ổn từ đời này mãi đến đời sau nghe cháu nói mà vui ai bảo phật pháp không đem lại hạnh phúc cho người thế gian chứ quả báo tà hạnh hiện nay y học đã chứng minh hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như gian mai bệnh lậu, sida, vân vân. Còn Phật Pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời đầy mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lễ con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có 2 tuổi nhưng bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu, không sao hiểu được lý do. Bé chỉ mới có 2 tuổi, Vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này. Đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật nhưng xác suất thành công rất thấp mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng. Vì vậy, cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên. Tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé. Càng tin sâu, đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện. Tôi quan sát một hồi, thì phát hiện ra nguyên nhân. Bé gái này tuy chỉ 2 tuổi, nhưng đời quá khứ nó là một nam nhân, đã phạm tội tà dâm rất nặng, không những phá hoại gia đình người, mà còn cưỡng hiếp, giết gái nhà lành rất ác độc gây nên thảm cảnh người mất nhà tan. Hồn người bị hại chết oan, ôm phẫn độ căm thù, thì đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái. Hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh địa tạng hồi hướng cho quan gia kia. Tôi chưa nói xong, thì bỗng nghe đuổi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng phật mắt tuôn ràn rụa lệ hối lỗi ánh nhìn chứa đầy vẻ van xin chúng tôi hãy cứu sống nó dù nó chưa nói rành mọi người đều ngạc nhiên cha mẹ bé bật khóc tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó và bảo con nhất định phải sám hối trước phật cùng mẹ hễ mẹ đọc một câu thì con cũng đọc thêm một câu và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào. Và tôi quay sang cha mẹ của bé dặn dò. Hai vị phải tụng kinh, ăn chay, phóng sinh thật nhiều cho bé, tích góp từng chút thiện sự. Đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé, cầu họ tha thứ, buông xả quán thù cho. Sau khi về nhà, cả ba người quỳ trước Phật, thành tâm sám hối cha mẹ làm y theo lời tôi dặn và chí thành tụng kinh hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ kỳ tích xuất hiện hôm sau cơn đau của bé đã giảm nhiều thấy vậy toàn gia càng tin tấn ăn chay trì giới tụng kinh niệm phật nhờ vậy ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi láng giềng chung quanh Nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện Thì cũng giống nhau học Phật tập tu Nguyện cho cả nhà họ Sớm ly khổ đắc lạc Sống khang kiện hạnh phúc Chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh siêng năng sám hối sửa lỗi Bé gái này Nhất định sẽ khỏi bệnh Cuối cùng Tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục Lấy đây làm gương Cho nên đắm mê trong sắc dục Làm vậy là hại mình, hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu, yếu mệnh. Mà đời sau, còn mắc đủ ác bệnh. Thậm chí, còn bị đọa vào địa ngục, suốt sinh, thò đủ thống khổ. Thân người khó được. Xin hãy biết quý trọng. Mê hồn than Mê hồn Thang như tứ đổ tường, nhiều người mê đắm khó thể buông, hút thuốc học bài mờ tâm trí, đắm nghiền tủ sắc từ trói thân. Nếu ai thoát khỏi bốn tật này, chính là Như Lai từ Tài Vương. Một chàng sinh viên khoảng hai mươi, hướng hòa thượng diệu Pháp, nêu thắc mắc vì kiếp trước đời sau hồi nhỏ con có nghe bà nội kể qua nói rằng hễ diêm dương cho người nào đầu thai thì trước tiên bắt họ uống một chén mê hồn thang của mạnh bà uống xong thì quên hết mọi chuyện đời trước xin hỏi sư phụ thật có chuyện uống canh mê hồn này không ạ à? hòa thượng diệu pháp đáp ta nói có hay không đều chẳng thể đưa ra bằng chứng cho con hãy nghĩ xem hiện tại người thế gian trước đây là oan gia với nhau nhưng họ có thể vì tiền mà sẵn sàng dù quên oán hận quá khứ để bắt tay hợp tác vậy là thù có thể hóa thành bạn có kẻ vốn là bằng hữu thân thiết như tay chân cũng vì tiền mà lật lọng trở mặt phản nhau thành thù thậm chí dẫn tới anh chết tôi sống thì một mất một còn đây đều là do uống phải mê hồn than tiền của mạnh bà mà quên hết tất cả. Diệt dương câu tiễn vì muốn báo thù ngô phù sai, cho nên phải nằm gai nếm mật. Không lẽ ông thật quên mối nhục trong quốc mà chịu theo hầu hạ, phục dịch ngô phù sai? Đây chỉ là giả dờ, dối trá thôi. Vì tận đáy lòng diệt dương, ông đầy thù oán chỉ đợi thời cơ rửa hận không phải là không báo thù mà vì thời chưa tới một sinh mạng sau khi đầu thai chuyện thế có nghĩa là chỉ hoán đổi cái đẩy da thúi bên ngoài thôi về hình dốc xem như có thay đầu đổi mặt thực đó nhưng thần thức gã nương bên trong xác thân tứ đại giả hợp này đối với quá khứ vẫn biết rõ một cách khách quan rằng nên hướng ai báo ân hướng ai đòi nợ vì vậy mới có câu thiện được thiện báo ác hữu ác báo do nghiệp lực dẫn dắt hãy cần đến thì nhất định phải đến cần đi chắc chắn sẽ đi quyết không thể gì ưa ghét của bạn mà thủ xã tăng giảm cho nên bị mê hồn than làm lú lẫn chính là bị tập khí tham sân si che lấp phật tính vốn có khiến cho chúng sinh phải điên đảo lưu chuyển trong sinh tử có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp hòa thượng diệu pháp để thỉnh giáo bọn họ ba năm trước từ đài loan ra nước ngoài định cư trước tiên họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại, hay con thích thì cha mẹ không đồng ý, chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng. Mà tới khi cả gia đình đồng ý thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán, cứ thế. Diễn tiếng này kéo dài ngót ba năm, cho đến nay, họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang Đại Lục, lên ngũ Đại Sơn bái Phật, thỉnh cầu hòa thượng diệu Pháp, giải nghi cho họ, nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười, dịu dàng, hỏi hai đứa con trai hai con tính tinh nghịch có ư chọc phá tổ kiến không vậy nghe sư phụ hỏi cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười người mẹ nói <cười> 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 dạ hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến còn khen trong tổ thiết kế rất là hay có cung điện cho kiến chúa có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch sai mê đến quên cả ăn uống, sư phụ nói. Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian dạng khổ, tạo dựng nên. Còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến, đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân, an nghĩ vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên tìm nhà không ra đây chỉ mới là sơ báo nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi thì trong tương lai dù bản thân có được nhà ở nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ cho dù các con giàu sang đến mấy tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn quay sang hai người lớn hòa thường của còn hai con nữa thân làm cha mẹ đã quy y cửa Phật nhiều năm vì sao có thể đứng yên nhìn mặt tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm khuyên dạy chúng nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình nếu các con sớm sám hối tạo phúc, siêng năng tụng kinh, hồi hướng công đức cho hàng ngàn, hàng dạng con kiến, đã bị các con làm tổn hại thân mạng, lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong dị lai, hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi, mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ rồi. Không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh địa tạng. Chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến. Như vậy có được không thầy? Lệnh thay, lệnh thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên không được xem thường loài vật không được tùy tiện làm hại chúng sinh nghiêm cư sĩ nghiêm đại cư sĩ là nhân vật khá nổi tiếng đối với các tự viện trong nước sở dĩ người ta gọi ông là đại cư sĩ là do ba điều thứ nhất ông rất giàu sở hữu nhiều hãng tiệm khắp các thành phố lớn trong nước thứ hai hùng tâm in kinh tạo tượng cúng dường bố thí cực kỳ mạnh Thứ ba, tính khí nóng nảy cũng bự tương đương. Người như nghiêm đại cư sĩ đây, tôi đã sớm nghe danh, nhưng bây giờ mới có dịp quen biết, khi ông đến bái kiến hòa thượng Diệu Pháp. Ông khoảng chừng sáu mươi mấy tuổi, nhưng đầu tóc bạc trắng hết. Thoạt nhìn thấy ông chẳng có phong độ đại gia chi cả, ngược lại, còn giống hệt một người làm công già, thoái hưu. Ông mặc một cái áo lạnh màu lam, quần cũng màu lam, nhưng nhăn nhúm, chân mang giày du lịch, mà giày cũng vết nhát. Đề ngoài lôi thôi này, ít hơi gợi sự chú mục của người, nhưng vì tôi đã nghe nhắc nhiều về thành tích của ông, vốn đổi danh là kẻ xem kim tiền như rác rưởi, tính rất hào phóng, rộng rãi. Có người kể, ông có một tượng Phật bằng vàng, rất quý. Chỉ cần khách đến thăm, tán tháng, ngưỡng mộ, ngời khen là ông liền hai tay bưng tặng, dân cho. Hãy gặp kinh sách Phật giáo hay, thì lập tức cho sắp xếp in ấn, số lượng ít nhất, thì cũng phải đầy một container hai mươi tấn. Ông mà đến chùa nào, chỉ cần phát hiện bàn ghế chén mâm, nghĩa là thấy vật dụng trong chùa không đủ dùng hay bị hư hao, thì lập tức bỏ ra số tiền kết sù, để ủng hộ. Sau này, ông tuyên bố. bây giờ tôi không đưa tiền nữa, mà tôi sẽ trực tiếp mua vật dụng, diện thức ăn mà chùa cần, rồi tôi sẽ đem tới. Bởi vì từ khi ông phát hiện trong tự viện, có cư sĩ nhận tiền ông xong, không những chẳng mua đồ, mà còn biến mất tâm. Tôi cúng dường mà tạo dịch cho họ xuống địa ngục, thì tôi cũng có tội, cho nên từ nay về sau, tôi chỉ cung ứng đồ chứ không đưa tiền. Ông trợn mắt, nói với vẻ rất tức giận. Ông còn vì ngôi chùa nọ, tạc một tôn tượng quan thế âm, cao 22 mét, bằng gỗ thơm. Cho thép vàng toàn bộ là hai ký, tiêu hơn trăm vạn dân dân tệ. Hòa thượng Diệu Pháp mời ông ngồi. Hiền Hòa hỏi. Sớm đã nghe nói về ông. Có chuyện gì mà muốn tìm ta Hiện tại ông đã thoái hưu rồi, có phải không? Hai chân mình đi đứng khó khăn, cảm giác rất nặng. Ngoài ra còn bị nhức đầu mấy mươi năm nay, đã kham đủ các bệnh viện đổi danh trong nước lẫn ngoài nước, tốn bộn tiền, nhưng không hiệu quả. Ông cũng có bái thỉnh mấy vị Phật sống Tây Tạng, xin quán đỉnh cho, nhưng cũng không dứt được chứng nhức đầu hiện tại ông giao xí nghiệp cho các con quản từ mình niệm phật tới lui các tự viện thực tế là muốn cầu chư Phật bồ tát gia trì cho bệnh tuyên giảm nếu không ông ăn ngủ đều bị phiền muộn cho nên hay phát cáo bực ông thành thực thưa với sư phụ con thừa hiểu tiền tài thế lực dù lớn cũng không thắng lỗi nghiệp lực không giúp giải hết ưu tư. Cho nên mấy năm nay, con tận lực làm chút việc cho Phật giáo. Hy vọng tương lai, lúc ra đi, có thể yên lành giảng sinh không thống khổ. Đọc cuốn báo ứng hiện đời rồi, con mới biết danh sư phụ, thông qua về mối giao lưu, trò la dữ lắm, mới biết rõ được chỗ ngài cư trú. Cho nên con mạo mùi, tìm đánh bái kiến ngài. Và cô cũng hiểu, là ngài bế quan tu không tiếp khách, nhưng mà cô vẫn cố chấp, ráng tìm đến trước cửa của ngài xin hòa thượng từ bi hiểu cho mà tha thứ. Con một mực rất muốn biết, tại sao con vì Phật giáo tạo nhiều công đức lớn nhỏ có đủ, thậm chí đang chạy bao nhiêu năm nay, chẳng những bệnh nhức đầu không lành, mà chân cũng có vấn đề nữa. Mong hòa thượng từ bi khai thị. Hòa thượng bảo Cư sĩ chẳng nên khách sáo. Tôi sợ dĩ không tiếp khách, là vì khí lực chưa đủ lúc sách báo ứng hiện đời chưa ra tôi có thể tùy duyên mà giảng nhân quả để cảnh tỉnh thế nhân nhưng khi sách ra rồi lại thành giống như quảng cáo về tôi khiến nhiều độc giả không minh bạch đạo lý chỉ biết hướng ngoại cầu đi khắp nơi tìm hòa thượng diệu pháp biến tôi thành thần y làm vậy là quá sai lầm nếu như không biết hướng nội cầu tự sửa ngôn hạnh cho minh chánh thì dù có gặp quan thế âm bồ tát cũng không thể ly khổ lắc lạc được những chuyện khác của ông tôi không cần bàn trình độ văn hóa ông không cao nhưng ông biết tại sao sự nghiệp mình quá thành công không nghiêm cư sĩ đáp dạ đây là giờ chính sách tốt của quốc gia sư phụ bảo nói thế chỉ là duyên phụ một phần nào thôi toàn quốc người mở xưởng làm ăn rất nhiều nhưng thành công như ông đây có rất ít nghiêm cư sĩ hỏi vậy nhất định là nhờ dân dâu đời trước của con à sư phụ nói vì sao ta nhắc việc này với ông bởi nó liên quan đến chứng nhức đầu của ông ờ à, tại sao vợ ông không đi theo dạ vốn là vợ con cũng định đi nhưng do trong nhà có đưa một con chó đứt cho nên bả đi thì không có ai chăm sóc nó Dạ, thưa sư phụ. Vì sao ngài hỏi về bà ấy ạ? À? Sư phụ nghiêm trang nói. Bởi vì, ông đi đâu, vợ ông đều quấn quýt đeo theo mà. Nghiêm cư sĩ cười đáp. Dạ đúng vậy. Con đi đâu mà cũng đòi theo, xa một chút thì không yên tâm. Có lúc, con cũng cảm thấy hơi phiền. sư phụ nghiêm trang nói ta kể cho ông nghe một chuyện được không nhưng nghe rồi không được nổi giận đó nghiêm cư sĩ cung kính thừa giận rằng mình đã xem qua báo ứng hiện đời nên không dám nổi giận nghiêm cư sĩ liền lễ ba lại và nói chính vì nghe ngài giảng như vậy mà cậu tìm tới sư phụ kể cách đây trăm năm có một cậu bé mồ côi khoảng mười mấy tuổi đi xin ăn rồi trôi dạt đến ngôi chùa nằm lưng chừng núi hòa thượng trụ trì hỏi thăm thần bé thấy đó bơ vơ không chỗ nương nên tội nghiệp thu nhận cho nó ngủ tại một gian phòng trống trong chùa làm tạp vụ lúc cần thì cũng sai nó xuống núi đi chợ sau đó chẳng biết nó nhặt được ở đâu một con chó vàng một tối nọ dẫn về ở chung lúc nào nó xuống núi thì có con chó đi theo bầu bạn giúp tăng thêm can đảm. Mỗi khi nó về đến chùa, thì con chó vàng luôn tiến đến trước, đập cửa sủa gâu gâu, gọi người dùng. Ban đêm, cậu bé và con chó ngủ cạnh nhau, cả hai cùng nương nhau mà sống. Mỗi mùng một hay ngày rằm, thường có nhiều thiện nam tín nữ dưới núi lên giếng chùa. Nhìn thấy gái trai già trẻ hân hoan bái phật thắp hương vui đùa hớn hở cậu bé càng thêm thèm thuồng ước ao tự cảm thán và hay nói với con chó tương lai tao chỉ cần cưới được cô vợ nghĩa tình cỡ như mày là tốt rồi <laughs> ngày ngày quấn quýt đeo theo tao bầu bạn với nhau rất là tuyệt lại một hôm khách ra về cả rồi trong lòng cậu có chút thắc mắc liền lên đại điện thắp hương đứng trước tượng phật cậu ngẩng đầu chiêm ngưỡng từ dung tôn nghiêm rất lâu rồi tự lẩm bẩm một mình đức phật ơi con cũng chẳng biết ngài có thật hay không nữa nhưng mà nếu ngài có thật thì ngài hãy cho con giàu lên một chút có thể sở hữu mọi thứ nhiều nhiều lên một chút đang nói đến đây thì cậu bỗng nghe tiếng hòa thượng vang lên phía sau. Chẳng phải là ngươi đang mơ ước phát tài hay sao? Cậu quay đầu lại, thưa. Bạch sư phụ, ai mà không muốn phát tài chứ, nếu mà con giàu thì có thể thành gia lập nghiệp rồi. Hòa thượng bảo, "Đúng, sung túc" thì có thể thành gia lập nghiệp, nhưng bất kể giàu sang đến mấy, người ta ai cũng phải già, bệnh, già, sớm muộn gì cũng chết trong tiếng khóc vĩnh biệt, tiện đưa của con cái. Người xem, có đúng như vậy không? Cậu nghe sư phụ nói, ngẩn ngơ một lúc, rồi thưa. như vậy thì dù con giàu cũng chẳng sướng được bao nhiêu năm, một khi bệnh, chết đến, thì vẫn khổ hả sư phụ? Đúng vậy, bất kỳ ai cũng không trốn thoát quy trình, sinh, lão, bệnh, tử, tới lúc chết thì vẫn phải ra đi trắng tay, thay dùi xuống mộ, rụt rã, rồi cuối cùng biến thành bụi đất còn thần thức thì tiếp tục luân hồi, đi đầu thai làm trâu, làm ngựa, thọ khổ sinh tử không cùng tận. Và sư phụ, thật có chuyện đầu thai chuyển thế không? Hòa thượng chỉ vào con chó ở bên cạnh cậu, giải thích. Thì đây, con vàng này kiếp vừa qua là một sa di trong chùa nơi đuôi mài phải chú ấy có một nốt ruồi bởi do lúc dọn cơm chú đã lén ăn trước một cái bánh bao khi trì khô phát hiện thiếu một cái bánh bao bèn hỏi chú thì chú một mật phủ nhận còn thề rằng nếu như tôi có lén ăn bánh bao thì tương lai sẽ biến thành con chó sau đó chú sa gì mắc bệnh chết quả nhiên đã đầu thai thành con chó và đến chùa này. khi người dẫn con chó về đây là ta nhận ra ngay. bây giờ người hãy xem kỹ đuôi mày phải của nó, thật có phải nốt ruồi màu nâu hay không? nghe hòa thượng nói vậy, cậu bé hơi hoài nghi, bèn khom xuống đưa tay dạch lông gần đuôi mày con chó ra xem. cậu kinh ngạc kêu lên trời đất ơi, quả có nút rồi đây nè sư phụ con chó này theo con bao nhiêu năm con không hề biết vậy mà sư phụ lại phát hiện nó có nút rồi người phạm sai lầm nhất định phải can đảm nhận lỗi và sửa chữa không thể che giấu ương bướng chối phân rồi còn dùng lời thầy đọc để chứng minh mình trong sạch giả như đương sự không có lỗi thì không sao còn cứ một mực nói điêu thầy ấu, thì sớm muộn gì, lời thầy cũng hiện thành sự thật. Sau khi con chó đã xong nghiệp báo rồi, thì nó tái sinh làm người, lại tiếp tục tu hành. Thưa sư phụ, vậy phải làm sao mới không tiếp tục luân hồi đau khổ? Người ta chẳng biết lúc nào mình chết, cho nên phải mau gấp tu hành xuất gia. Để liễu sinh tử, tại gia cưới vợ sinh con, cũng có thể tu, nhưng đương nhiên, đời sống xuất gia ít chướng ngại hơn. Vậy, con muốn xuất gia tu liễu sinh tử, sư phụ có thu nhận con không? Ta đợi câu nói này của con từ rất lâu lắm rồi. Hòa thượng Diệu Pháp kể tiếp Cậu bé đó! sau khi làm sa di rồi quyết tâm đời này tu thoát tam giới dùng công hết sức gian khổ nhưng mới được mấy năm thì mắc bệnh lìa đời tâm nguyện thực hiện chưa tròn nhiều năm trôi qua cho đến hiện tại cậu sinh vào thế giới này đáng lý phải tiếp tục xuất gia cho tròn tâm nguyện quá khứ nhưng trong tiền kiếp hồi chưa xuất gia, cậu từng nhen nhúng nhiều ước mơ khác nữa, và những hạt giống tư tưởng đó, đời nay, đã trổ thành quả. Phần con chó vàng, nhờ đời trước có công coi nhà hộ chùa, nên nó cũng chuyển lên cõi người, tái sinh làm một cô gái mỹ lệ. Hơn nữa, vì ứng với lời nguyện của cậu mồ côi kia, nên đời này nó kết duyên làm vợ cậu. Kể đến đây, Hòa Thượng Diệu Pháp mỉm cười, hỏi nghiêm cư sĩ. Ông biết ta nói ai rồi chứ? Nghiêm cư sĩ hưng phấn gật đầu, hồi đáp. Dạ tôi biết, sư phụ vừa nói là con đã biết rồi. Vợ con có một nốt ruồi ở đuôi lông mài á. À? Hòa Thượng bảo Ông sợ dĩ đời này có được phước báo Là do nhân thiện đời trước Dốc hết sức lực cống hiến cho chùa Còn chuyện nhức đầu Chỉ cần ông xuất gia thì khỏi ngay Đôi chân ông đau Là do trong thời gian làm việc Đã tặng quà Nhận quà hối lộ Mà tạo thành nghiệp chướng Cộng thêm nhiều tội nặng chèo kéo theo làm sao mà có thể bước đi dễ dàng được nói xong hòa thượng tỏ dấu chào khách nếu ông thực tâm sám hối các tội nghiệp thì bệnh sẽ dứt ta hơi mệt rồi hãy để quả khanh lo cho ông dùng cơm những gì cần nói ta đều báo cho ông biết hết cả đã đáp ứng cho ông mãn nguyện rồi Phần ông muốn làm gì là việc của ông nghiêm cư sĩ vội đảnh lễ bái tạ và thưa con rất đội ơn hòa thượng đã khai thị chuyện xuất gia con sẽ suy nghĩ rốt cuộc nghiêm cư sĩ có xuất gia hay chăng điều này tuyệt chẳng quan trọng hiện nay chẳng phải người ta ai cũng ham phát tài giàu có sao tôi ghi câu chuyện này ra là muốn chia sẻ bắt mọi người con đường làm giàu đó là in kinh, hoàng pháp, cúng dường Phật, pháp, tăng. Bất kể bạn gặp duyên tốt đến đâu, nếu bản thân không gieo nhân, thì chẳng thể gạt quả, giống như bạn không trồng trọt. Thì dù có ban cho bạn vùng đất màu mỡ đến mấy, bạn cũng không thể thu hoạch được gì. Mẹ chồng nàng dâu Vô lượng kiếp đến đây, chúng ta sinh tử trôi lăn trong sáu đường. Vì phiền não tam độc, mà kết bao oán hận cùng chúng sinh. Trong lương hoàng sám nói, tất cả chúng sinh đều có oán thù đối nghịch. Vì sao lại như thế? Bởi, nếu không oán đối, ác không có ác đạo. Hiện nay ác đạo không dừng. Tam đồ càng lớn, thì biết là oán đối không tận cùng. Kinh nói, tất cả chúng sinh đều có tâm tâm này có thể làm Phật, nhưng chúng sinh đã chìm mê trong sinh tử, chẳng thể giác ngộ. Chỉ vì tham đắm thế gian, chẳng chịu thoát ra, mà kiến lập gốc khổ, trưởng dưỡng oán hận, cho nên mới luân hồi trong ba cõi, qua lại sáu đường, xả thân, rồi thọ thân không gần dĩ. Vì sao như thế? Tất cả chúng sinh, từ vô thủy đến nay, liên tục phân biệt mê muội vô minh giấy mãi biển ái đắm chìm khởi tâm điên đảo là mười hành ác bản thân tự hành thập ác còn dạy người hành ác tán thán pháp ác khen người hành ác như thế thân khẩu ý trong khoảng một niệm mở rộng tám vạn bốn ngàn cửa trần lao những tội khởi trong một ngày một tháng, một năm, trải qua bao kiếp, còn hết lại thành vô lượng, vô biên tội. Vì vậy mà oán thù tìm báo giao không có tận cùng. Nếu muốn hóa giải oán hận, thì phải thâm tính nhân quả, sám hối nghiệp chướng, rộng tu công đức. Sau đây là câu chuyện có thực liên quan đến oán kết giữa mẹ chồng nàng dâu trương lan và mẹ chồng mới đầu quan hệ tương đối tốt sau đó nàng về làm dâu cùng ở chung nhà được một năm mẹ chồng thường vì những việc bụng vặt mà mắng chửi nàng chồng nàng vốn hiếu thuận những khi mẹ nổi giận thì anh luôn làm thinh khiến cho trương lan hết sức khổ tâm buồn phiền khi mẹ chồng thoái hô về nhà thì lo đi chợ làm cơm nghĩa là các việc trong nhà đều do một tay bà quản. mấy ngày nay mẹ chồng thân thể không an nên lệnh cho trương lan nấu cơm làm bếp trương lan ngoan ngoãn vâng lời mỗi ngày nàng luôn dậy sớm ngủ muộn nấu nướng làm bếp hoàn thành tốt việc trong nhà hôm nay trương lan lỡ thức dậy mù một chút thì mẹ chồng đã làm cơm sáng xong không đợi trương lan mở miệng giải thích bà đã mắng nàng xối xả Bồn cầu nhà vệ sinh phải lo mà chùi rửa mỗi ngày. Một ngày không tẩy rửa là vừa dơ vừa thúi. Cái việc làm đơn giản như vậy mà cũng không làm. Lúc nghỉ lúc làm, thử hỏi, còn nên thân được chuyện gì nữa hả? Cha chồng thấy vậy, liền tiến đến khuyên can, càng khiến cho mẹ chồng thêm kích động, nổi sung. Trước sự thịnh độ chửi mắng của bà, Trương Lan không dám hé môi nói tiếng nào. Nàng ráng dịnh oan khuất, song bản thân còn phải ra ngoài công tác cũng rất gian khổ bình thường nàng đối với ba mẹ chồng một bề kính thuận làm gì cũng ý tứ ráng giữ cho tròn hiếu đạo không ngờ hôm nay lỡ dậy muộn một chút mà bị mẹ chồng chửi mắng thịnh nộ vô lý đến như vậy trương lan vừa ăn cơm vừa lau nước mắt rửa chén xong nàng hướng về mẹ chồng xin lỗi rồi bỏ ra ngoài tìm bạn đạo tâm sự khóc kể nỗi oan trong lòng. Nghe Trương Lan khóc lóc tường thuộc sự việc. Tôi bảo. Thôi mà. Thôi em đừng có khóc nữa. Sở dĩ hôm nay em gặp chuyện như vậy là do đời quá khứ giữa em và mẹ chồng em đã từng có xích mít hiểu lầm. Nên mới tạo thành quan trái khó giải như ngày hôm nay. Vào thời đường. Trương Lan là một quý phi rất được hoàng đế sủng ái. Có lần, quý phi và hoàng đế đang thưởng thức ca vũ thì một võ tướng do xuất chinh thất bại lại bị kẻ ác vu hại nên hoàng đế triều vào bái kiến lúc này quý phi ở cạnh bên thì thầm vào tai hoàng đế mấy câu chi đó bên dưới không ai nghe rõ nhưng võ tướng nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cực kỳ không vui bởi ông hiểu lầm vì quý phi đang nói xấu ngầm ám hại mình Thực ra, quý phi chỉ xin hoàng thượng ấy, hãy xá tội cho ông. Nhưng do hoàng thượng đã hạ quyết tâm, phải trừng trị ông để răng chúng. Vì vậy, mà võ tướng bị nhốt vào ngục, và bãi bỏ quan chức. Vị tướng này, không những bị thọ cực hình tàn khốc, mà thân quyến cả nhà, gồm mười mấy người cũng bị khổ lây. Do vậy, mà oán hận trong lòng, ông rút cả vào quý phi. Trước sau, ông luôn cho rằng, mọi việc đều do bà toan hót sau lưng để ám hại ông và những hiểu lầm này của võ tướng oan uổng của quý phi thấy đều xuất phát vào thời quá khứ xa xưa nữa nghĩa là nhiều kiếp trước đó quý phi cũng đã từng nghĩ oan hiểu lầm cho võ tướng y hệt vậy cứ thế nhân quả oan oan tương báo mãi không ngừng đến đời này thì họ gặp nhau lại cùng ở chung võ tướng kiếp xưa nay chính là mẹ chồng của trương lan và giữa mẹ chồng nàng dâu là diễn tiếp mối oán kết chưa giải trương lan nhớ lại kể à ha hèn gì mà có một dạo một người bạn học của em đến thăm lần đầu mới gặp hả à, mẹ chồng em đã hỏi trương lan có nói xấu gì tôi không khi biết chuyện này trương lan rất bất bình sau đó mẹ chồng thường nghi ngờ nàng nói xấu sau lưng diễn tiến tệ đến mức bà còn chỉ ngay mặt, mắng chửi nàng. Bây giờ Trương Lan hiểu rõ tất cả đều là quả báo, là ác duyên lỗi lầm ẩn khuất mình từng tạo ra trong quá khứ. Thế là, nàng bắt đầu sửa đổi, quay sang tự kiểm lỗi mình, lo sám hối nghiệp chướng, phát tâm ăn chay và tụng 49 bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho mẹ chồng, mong hóa giải oán hận hai bên. Từ đó, nàng nghiêm trì giới luật, chăm chỉ tu sửa. Ba tháng sau, quan hệ giữa Trương Lan và mẹ chồng đã cải thiện rất tốt. Hiện nay, ba mẹ chồng thương nàng như con gái ruột của Bình. Cả nhà vui sống thuận hòa, mối tình, mối tình Tây Ba. Hiểu Mỹ là một nữ doanh nghiệp xinh đẹp, giàu sang, thành đạt. Nàng cùng chồng là An Vĩ sống hạnh phúc với hai con, một trai một gái chúng thông minh ngoan ngoãn ai cũng khen đây là đôi uyên ương lý tưởng nhưng chính nhan sắc thành công và sự duyên dáng của hiểu mỹ đã khiến nàng phạm phải sai lầm từ phá tan mái ấm của mình trong một lần công tác hiểu mỹ gặp và quen anh chàng họ điền hai bên nhất khiến chung tình vừa nhìn đã thấy yêu cảm thấy vô cùng ý hợp tâm đầu luyến ái ngày càng sâu đậm họ đắm chìm trong lưới tình thương nhau mê bệt yêu đến chết đi sống lại anh điền vì muốn có được hiểu mỹ mãi mãi nên đã chủ động tìm đến an vĩ thông báo mối quan hệ mật thiết này và đề nghị an vĩ hãy ly hôn với vợ an vĩ về nhà trong cơn phẫn độ đã ra tay đánh hiểu mỹ trước mặt hai con hiểu mỹ bị đánh rất căm giận kiên quyết đòi ly hôn nhưng An Vĩ chẳng đáp ứng. Nhờ bạn bè giới thiệu, Hiểu Bỉ tìm đến tôi, sát diện tiều trụy, mặt tái nhợt, khóc lóc, kể lại sự tình đã qua. Tôi nghe xong, bảo. Hiện giờ chị không thể ly hôn, bởi vì mối quan hệ giữa chị và anh Điền là tài dâm. Đây là tình tội lỗi, nếu phát triển tiếp thì sẽ càng thống khổ nhiều hơn. Vì anh Điền cũng đã có vợ, gia đình đang êm ấm, lại còn có một đứa con gái nữa ngừng một lúc tôi nói tiếp chị và anh điền vì sao động tình cảm nhất thời mà đòi dứt bỏ hết tất cả để kết hợp với nhau vậy thì quả báo cả hai phải gánh lấy chắc chắn sẽ rất thảm khốc nhìn vào ánh mắt hoài nghi cô hiểu bỉ tôi cảnh báo có đến với nhau bây giờ thì chỉ trong thời gian ngắn nữa hai người sẽ phải chia tay nhau thôi do chị chưa đoạn sát nghiệp, còn ăn mặn, lại phạm thêm trọng tội tà dâm. Nếu chị không biết ăn năn sám hối, thì sẽ mắc bệnh phụ khoa hiểm nghèo và qua đời khi chưa đến 40 tuổi. Hiểu Mỹ nghe nói cả kinh, vội nói. Trời ơi, gần đây á, tôi nghe bụng dưới nó đau râm râm khó chịu. Có thiệt là tôi bị bệnh phụ khoa không? Năm nay tôi 36 tuổi rồi. Vậy làm sao thoát khỏi kiếp nạn này đây? chị hãy quay về với chồng của chị đi dốc hết sức thực hiện chu toàn bổn phận làm mẹ làm vợ hãy chăm sóc chồng con chu đáo và phải đoạn tuyệt hẳn không được gian díu với anh điền nữa kể từ hôm nay chị phải tụng 49 bộ kinh địa tạng lo ăn chay phóng sinh nghiêm trì ngũ giới siêng học phật tu hành hiểu mỹ nghe xong gật đầu nói tôi sẽ về nhà làm như lời cô dạy nửa tháng sau Hiểu Mỹ mặt mày hồng hào tươi tắn đến thăm chúng tôi. Vừa gặp, cô đã nắm lấy tay tôi và nói. Hiện tại thì tôi đã cắt đứt, không gặp anh Điền nữa. Chị nhớ kiên trì tụng kinh hồi hướng, dứt ác hành thiện, trì giới tu hành. Xem như đổi mới cuộc đời lại hết kể từ đây. Hai tháng sau, cuộc sống Hiểu Mỹ đã chuyển tốt. Hàng ngày chị tụng kinh, sám hối, những lỗi lầm trước đây và âm thầm hành thiện tích đức. Không những thế, cả gia đình chị đã bắt đầu ăn chay, hầu Phật. Cuộc sống gia đình trở nên hạnh phúc, ấm êm. Nhờ vậy, các con an khỏe, trưởng thành, thăng tiến. Phần anh Điền, mới đầu không cam tâm bỏ cuộc, không chịu rời xa hiểu Mỹ. Tôi phải khuyên lương giải thích, phân tích lợi hại đủ điều, cuối cùng mới dàn xếp ổn thỏa kể lại câu chuyện này tôi mong rằng các mái ấm trong dân gian luôn sống hòa thuận an vui hy vọng tất cả các cặp vợ chồng sẽ thủy chung với nhau tương thân tương ái xin quý vị đừng vì sao động nhất thời mà phát sinh ngoại tình quả báo tà dâm rất đáng sợ ngoài kết cuộc người mất nhà tan còn chiêu lấy thảm báo ở địa ngục khi khởi tâm ngoại tình hay nuôi dưỡng ý tà, là quý vị đã tự phá tan phúc báo hiện có. Nghĩa là, tài lộc quyền đều bị sạc. Ai cũng tưởng sát sinh mới đoạn mệnh. Nhưng, thật ra, tà dâm cũng chiêu lấy quả báo bị các bệnh hiểm nghèo, tán tài, mất phúc lộc và đoạn bệnh. Chết rồi, còn đọa vào địa ngục chiều khổ, xin mọi người hãy nghiêm trì dưới luật, chẳng nên đến ngoại cảnh dụ dỗ. Nếu người lỡ phạm tà dâm, thì ngay đây nên hạ quyết tâm từ bỏ, tha thiết sửa đổi lỗi trước, phát nguyện sám hối, vĩnh viễn không tái phạm. Như vậy mới có thể chuyển đổi vận bệnh mình thành tốt đẹp. Lời người dịch Hiểu mỹ ngoại tình, bị quả hồng cảnh báo nếu tiếp tục sẽ không hạnh phúc với tình dân còn mắc bệnh phù khoa năng y và chết yểu vậy thì ác độc giả sẽ có người thắc mắc nói rằng thấy trên thế gian này cũng có nhiều kẻ ngoại tình và họ ra đi xây tổ uyên ương với người mới cũng đâu có bị báo ứng gì chúng ta có thể lý giải như sau người làm ác mà chưa bị báo ứng liền là do phúc họ còn nhiều một khi phúc suy quả báo sẽ ập tới. Và lại, bạn chỉ đứng bên ngoài nhìn, đầu theo sát một bên. Cũng chẳng phải là người trong cuộc để cảm nhận được những bất hạnh mà kẻ ngoại tình phải thầm đếm trải. Nếu bạn theo dõi lâu dài, ắt sẽ thấy diễn tiến sau này, đa số đều xảy ra đúng như lời quả hồng đã cảnh báo. Còn nữa, trong chuyện diễm tuyết, cô Diệp tuy ở vị trí kẻ thứ ba nhưng cô xuất hiện để đòi nợ và báo thù trả lại những thống khổ mà đối phương đã từng gieo cho mình ở kiếp trước bởi kẻ có lỗi trong đây là diễm tuyết nên hiện đời không được phép oán giận ngược lại còn phải tạo nhiều phúc thiện để hồi hướng cho cô dịp hầu cứu chuộc lỗi xưa do vậy mới có những chuyện tình oan trái bất công phù tình mà không thấy báo phá gia can mà chẳng thấy trả quả là vì những ẩn khuất trong đó ta chưa hiểu chứ luật nhân quả vận hành không bao giờ sai riêng chuyện hiểu mỹ khi không mà tạo tội thì sẽ lãnh ác báo như quả hồng đã cảnh cáo phần đông người ta phạm lỗi vì không hiểu luật nhân quả nếu am tường rồi thì ác sẽ không cam lòng tạo tội vì nếu so sánh sẽ thấy chạy theo tình cảm nhất thời, niềm vui không bao nhiêu mà hậu quả thống khổ phải trả lại vô cùng tận. Nếu đặt lên bàn cân, người khôn ngoan sẽ biết chọn điều thực sự có lợi cho mình. Người ta thường nói, Phật Pháp là suốt thế, không dính gì đến thế gian. Ấy vậy mà, Phật Pháp lại tác hợp cho thế gian vô cùng tốt đẹp. Để tôi kể bạn nghe câu chuyện thực mình từng chứng kiến tôi quen Nhã Lan, cháu khoảng 26 tuổi, rất xinh đẹp, tốt nghiệp trường điện ảnh, hành nghề không bao lâu thì cháu kết hôn với một Mỹ Nam tuấn tú. Môn đăng hồ đối và giải nghệ sống bình thường như bao mái ấm khác. Nhưng vợ chồng Nhã Lan là đôi trai tài gái sắc, mà tài sắc trong dân gian luôn là tiêu điểm để phần đông người ta theo đuổi tranh giành. Do vậy, mà hôn nhân của Nhã Lan nằm bên bờ vực tan vỡ, vì ai cũng có người theo đuổi. Nếu cả hai vợ chồng đồng không chung thủy, thì chuyện chia tay là lẽ đương nhiên. Có lần, Nhã Lan gọi điện cho tôi tấm tức khóc kể. Cô ơi, con không muốn sống nữa, cho con chết quá cô ơi. Vừa nghe cháu than, tôi hiểu ngay, trong đời người ta thường đau khổ vì sự nghiệp, danh vọng, tình cảm bất như ý. Nhã Lan có đầy đủ hết, nên tôi đoán chỉ có tình cảm mới làm cho cháu buồn dữ vậy. Ác là do Đức Lan Quân có nhiều đeo đuổi đã khiến cho cháu sầu khổ. Vì vậy, tôi bảo. Kiểm lại xem trong đời con có từng làm khổ ai chưa? Dạ có, rất nhiều, nhiều lắm cô. Vậy thì xem như con đang trả quả đi, nếm lại khổ đau để thông cảm với những người từng bị con làm khổ lúc ấy tôi rất bận do phải tiếp hai cuộc điện thoại bất ngờ và quan trọng cùng lúc nên không kịp nói gì nhiều với nhã lan và cháu đang buồn nên cũng không muốn nói năng chi nhiều sau đó cháu kể cho tôi nghe lúc đó đang rất muốn tự tử nhưng câu nói xem như con trả quả đi của tôi đã làm cho cháu bừng tỉnh và quyết tâm vượt qua khổ đau. Sau đó, hai vợ chồng cháu được một cao tăng hướng dẫn. Trước tôn tượng Phật, họ thề sám hối mồi đổi xưa, nguyện sống chung thủy, nghiêm trì ngũ giới, tu theo Phật Pháp. Hiện tại, Nhã Lan sống rất im ấm. Cháu từng tâm sự với tôi. Cô ơi, con không có mơ giàu sang danh vọng hay bất kỳ thứ gì khác. Con chỉ muốn sống an phận như vậy mà hạnh phúc là đủ rồi. Ngày ngày tự kiểm lỗi mình để không phạm sai. Ngày ngày càng hành trì theo pháp Phật, tụi con càng hạnh phúc. Nhờ vậy mà vợ chồng con tin nhau tuyệt đối. Ai mà nói xấu con á là ảnh binh liền à. Ai mà nói xấu ảnh thì con cũng binh nữa. Vì biết đôi bên đều lo giữ giới, không dám tạo tội phạm lỗi nữa. Chẳng còn ai lo ai ngoại tình, chẳng ai thèm canh ai nữa. Vì đã có giới pháp của Phật bảo vệ rồi mà Tụi con cứ thế mà sống Cứ thế mà tích đức tạo phúc Gieo nhân an ổn từ đời này mãi đến đời sau Nghe cháu nói mà vui Ai bảo Phật Pháp không đem lại hạnh phúc cho người thế gian chứ Những Như kẻ buôn người Năm 1981 Sau khi Trung Quốc giải phóng Trăm nghề Hưng tịnh Thôn Tả Hậu tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh Chuyên sống bằng nghề trồng bán dược liệu cho nên có người gọi vùng này là làng thuốc, nổi danh toàn quốc. Các tìm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây mua dược liệu. Có cô gái tên là Hán Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc. Hán Hà, tuy mới 17 tuổi, nhưng tính tình thẳng thắn. Thấy các lái buôn đến buôn mua thuốc, thường hay lường gạt, ép giá. Nên cô từ đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết vì quyền lợi chung Cô đại diện toàn thôn cùng thương nghị với lái buôn đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp cho nông dân kiếm được nhiều tiền, nên dân làng đều tán tháng ủng hộ cô. Đỗ Nghiêu là một đại thương gia đến từ Thượng Hải, phát hiện tài năng của Hán Hà, thầm nghĩ nếu như cô được huấn luyện, trong tương lai nhất định có thể kiếm được nhiều tiền cho ông. Đỗ Nghiêu bèn hứa sẽ cho Hán Hà làm chức lớn và trả lương cao mời cô lên Thượng Hải. Hán hà vì gánh nặng phải lo cho song thân tuổi cao và người anh tàn phế đôi chân, nên chịu nhận lời của Đỗ Nghiêu. Đài Loan rất thiếu trung dược, nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục, thu mua thuốc với giá rẻ. Có Trần Đồng Tân, mở tiệm thuốc ở Đài Loan từ năm 1988, mỗi năm đều qua Thượng Hải mua dược liệu, do vậy mà quen với Đỗ Nghiêu và Hán Hà. Đồng Tân có một người em trai tên là Hù Tân, mở công ty môi giới hôn dân, chuyên giới thiệu các cô gái từ Đại Lục và Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan. Hù Tân lợi dụng mối giao tế của anh Bình, thường dẫn các ông chưa vợ qua Đại Lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hù Tân lại có hai người khách, La Bang và Vương Đồng Nghĩa. Họ tuổi ngoài 30, trông có vẻ là kẻ tài ba bổ mực cả hai nói chuyện rất hào sảng thu hút họ ngỏ ý muốn tìm vợ ở đại lục và hứa sẽ trả phí cao hồ tân luôn bị nói sẽ tận lực đáp ứng ba tháng sau hồ tân dẫn bang và nghĩa đến thượng hải ngủ tại biệt thự của đỗ nghiêu tối hôm đó đỗ nghiêu đãi tiệc cho ba vị khách hán hà và nữ nhân viên phục vụ vương hiểu hoang cũng có mặt ở đó trong buổi tiệc la bang nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử, có 3 công ty chi nhánh và hơn 200 nhân viên. Do hàng ngày bận rộn làm việc nên bị vợ ruồng bỏ. Bây giờ, y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp cho y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó, thì dễ giới thiệu, mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp ba vùng Bắc Trung Nam Đài Loan để xử lý công trình, vì không có thời gian bầu bạn với bà xã nên bị ly hôn. Hiện muốn tìm một phụ nữ hiền lành, biết cảm thông, làm vợ. Bàn và Nghĩa giới thiệu rơm rã về Bình, cộng thêm hồ hân góp lời ca ngợi. Khiến Đỗ Nhiêu nghe qua không gớt gật đầu tán thưởng. Hán Hà là thiếu nữ chưa chồng, nghe họ nói liền dệt mộng. Hai vị đại gia có sự nghiệp lớn, tài mạo song toàn này mới đúng là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước hắn hà thầm dĩ, gia cảnh bình nghèo, không học vấn. Nếu như một trong hai người này không chê bỏ, thì nàng ưng ngay, nàng sẽ đổi đời, vừa cải thiện sinh hoạt túng bấn của gia đình, mà bản thân cũng thành là phu nhân tổng giám đốc, được bao người kính mộ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Trong ánh nhìn hán hà, đầy vẻ khát khao về ước muốn đổi đời, hai gã ban và nghĩa nhìn thấu hết. Hụ Tân còn phụ nói vào thêm, cộng thêm sự tán thưởng của Đỗ Nhiêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong, Hán Hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Bang thì cưới hiểu hoang. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi, thì Bang và Nghĩa lòng khắp khởi mừng thầm, vì họ vượt quăng lưới đã bắt ngay được mẻ cá. Nhờ Hụ Tân diệt tình giúp đỡ, hai tân đương được đưa về Đài Loan vừa xuống phi trường, thì Hán Hà và Hiểu Hoang lập tức bị tập đoàn lưu manh người rắn, chở đến khách sạn đào viên giam lỏng và bị tịch thu hết hộ chiếu. Lúc này, Hán Hà và Hiểu Hoang mới tỉnh mộng, biết là mình đã rơi vào tổ quỷ. Hôm sau, Bang và Nghĩa cùng thủ lĩnh người rắn là Thái Khôn Lâm đến uy hiếp Hán Hà, Hiểu Hoang. Họ nói, nếu như hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo cảnh sát, thì không những tính mạng bị nguy mà người thân bên đại lục cũng sẽ bị hại. Để chứng minh họ không nói dối, tên lâm đầu đảng còn chìa ra hình cha mẹ hai người và mô tả cảnh nhà hai cô rõ mồn một. Hán Hà tự biết khó thoát tay quỷ, đành nén chịu, chờ thời cơ thoát thân. Còn hiểu hoang thì khó mà tiếp nhận được sự thật tàn khốc này. Nên la hét khóc than Làm ầm đáo đến chết đi sống lại Tên lâm thâm độc bèn nhốt Hiểu Hoang cho thú hạ cưỡng hiếp và đánh đập nàng Hiểu Hoang thân tâm đều bị dày do tàn khốc, đành khuất phục tiếp khách, cho đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về đại lục Nhưng lúc đó, Hiểu Hoang đã nhiễm bệnh dẫn đến di chứng vô sinh hiện còn đang trị liệu Phần Hán Hà Tên Năm không những bắt nàng liên tục tiếp khách, mà còn dụ nàng hút ma túy và đánh bạc chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cô gái trẻ trung xinh đẹp hán hà đã biến thành da vàng gầy ốm, cuối cùng thì suy sụp, hay ngất. qua kiểm tra bị mắc bệnh ung bú. một khi tên lâm thấy hán hà không còn giá trị lợi dụng nữa, thì hắn chẳng đeo phiền não vào làm gì, bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa hán hà trả về cố hương của nàng. đến đây sống chết không rõ. ngàn ngữ tây phương nói người trường kỳ làm ác trong tâm nhất định không an ba tên lâm bang và nghĩa chuyên môn dụ dỗ gạt lường ép các cô gái đại lục và đông nam á đến đài loan bán dâm bọn hắn đã thu lợi rất nhiều trải qua tháng ngày phú lạc nhưng chúng vẫn luôn bị bất an vì đêm đêm nằm ngủ thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng kẻ bị hại đầu bù tóc rối, hình dạng như quỷ dữ, cưng giếng răng, quyền rủa chúng. Mới đầu, thì lâu lâu mới thấy một vài lần. Sau đó, thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, ba tên côn đồ này suốt trong một tháng, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy một cô gái mắc bệnh cùi, mặt mày hung ác. Cười rất ghê rợn, tiếng cười càng lúc càng khiến cho ba gã sợ hãi kinh hoàng toàn thân xuất hạng bồ hôi hôm sau thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau vì vậy họ cùng đi tìm bà đồng nổi danh để giúp họ trục tà bà đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch quay về sẽ không có việc gì ba người cho là có lý nên bốn ngày sau thì bay sang thái lan du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy nào ngờ đêm đầu tiên trên đất nước Thái Lan, họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện, còn quấy nhiễu dữ dằn hơn ở Đài Loan, khiến tinh thần bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng. Một tuần sau, La Bang tự nhiên phát điên, y được đưa về Đài Loan, hiện nay đang điều dưỡng tại Bệnh viện Tâm Thần ở Chương Hóa. Còn Lâm và Nghĩa, sau đó càng thê thảm hơn. Lúc ở tại Thái Lan, họ không tiếp xúc bất kỳ ai, nhưng khi về Đài Loan rồi, thì cả hai đều cảm thấy không khỏe. Thân họ càng ngày gầy ốm. Bệnh viện Đài Loan khám không tìm ra nguyên nhân. Họ phải bay sang Mỹ khám bệnh và phát hiện mình mắc bệnh S. Nửa năm sau, họ bị bệnh dày vò, thân thể lỡ loét đau đớn tột cùng, rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tiết đức, tâm luôn sung mãn, hỷ duyệt. Người làm ác lương tâm ngày đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, sống không được an, thống khổ vạn phần hơn là chết. Nhìn xem gương những người mua lợi, gạt ép các cô gái bán dâm như thế này, kết cuộc đều sẽ giống như ba người, lâm, ban, nghĩa. Khi sống, tâm luôn bất an, lúc chết, rất thống khổ. Mối tình Tây Ba Hiểu Mỹ là một nữ doanh nghiệp xinh đẹp, giàu sang, thành đạt nàng cùng chồng là an vĩ sống hạnh phúc với hai con một trai một gái chúng thông minh ngoan ngoãn ai cũng khen đây là đôi uyên ương lý tưởng nhưng chính nhan sắc thành công và sự duyên dáng của hiểu mỹ đã khiến nàng phạm phải sai lầm tự phá tan mái ấm của mình trong một lần công tác hiểu mỹ gặp và quen anh chàng họ điền hai bên nhất khiến chung tình vừa nhìn đã thấy yêu cảm thấy vô cùng ý hợp tâm đầu luyến ái ngày càng sâu đậm họ đắm chìm trong lưới tình thương nhau mê bệt yêu đến chết đi sống lại anh điền vì muốn có được hiểu mỹ mãi mãi nên đã chủ động tìm đến an vĩ thông báo mối quan hệ mật thiết này và đề nghị an vĩ hãy ly hôn với vợ an vĩ về nhà trong cơn phẫn độ đã ra tay đánh hiểu mỹ trước mặt hai con hiểu bị bị đánh rất căm giận, kiên quyết đòi ly hôn. Nhưng An Vĩ chẳng đáp ứng. Nhờ bạn bè giới thiệu, hiểu bị tìm đến tôi, sát diện tiều tụy, mặt tái nhợt, khóc lóc, kể lại sự tình đã qua. Tôi nghe xong, bảo. Hiện giờ chị không thể ly hôn, bởi vì mối quan hệ giữa chị và anh Điền là tài dâm. Đây là tình tội lỗi, nếu phát triển tiếp, thì sẽ càng thống khổ nhiều hơn vì anh điền cũng đã có vợ gia đình đang êm ấm lại còn có một đứa con gái nữa ngừng một lúc tôi nói tiếp chị và anh điền vì sao động tình cảm nhất thời mà đòi dứt bỏ hết tất cả để kết hợp với nhau vậy thì quả báo cả hai phải gánh lấy chắc chắn sẽ rất thảm khốc nhìn vào ánh mắt hoài nghi của hiểu bỉ tôi cảnh báo có đến với nhau bây giờ thì chỉ trong thời gian ngắn nữa, hai người sẽ phải chia tay nhau thôi. Do chị chưa đoạn sát nghiệp, còn ăn mặn, lại phạm thêm trọng tội tà dâm. Nếu chị không biết ăn năn sám hối, thì sẽ mắc bệnh phụ khoa hiểm nghèo và qua đời khi chưa đến 40 tuổi. Hiểu Mỹ nghe nói cả kinh, vội nói. Trời ơi, gần đây á tôi nghe bụng dưới nó đau râm râm khó chịu. Có thiệt là tôi bị bệnh phụ khoa không? Năm nay tôi 36 tuổi rồi. chị làm sao thoát khỏi kiếp nạn này đây? Chị hãy quay về với chồng của chị đi. Dốc hết sức thực hiện chu toàn bổn phận làm mẹ, làm vợ. Hãy chăm sóc chồng con chu đáo và phải đoạn tuyệt hẳn, không được gian díu danh điền nữa. Kể từ hôm nay, chị phải tụng 49 bộ kinh địa tạng, lo ăn chay, phóng sinh, nghiêm trì ngũ giới, siêng học Phật tu hành. Hiểu Mỹ nghe xong, gật đầu nói. Tôi sẽ về nhà làm như lời cô dạy. Nửa tháng sau, Hiểu Mỹ mặt mày hồng hào tươi tắn đến thăm chúng tôi. Vừa gặp, cô đã nắm lấy tay tôi và nói. Hiện tại thì tôi đã cắt đứt, không gặp anh Điền nữa. Chị nhớ kiên trì tụng kinh hồi hướng, dứt ác hành thiện, trì giới tu hành. Xem như đổi mới cuộc đời lại hết kể từ đây. Hai tháng sau, Cuộc sống Hiểu Mỹ đã chuyển tốt, hàng ngày chị tùng kinh, sám hối những lỗi lầm trước đây, và âm thầm hành thiện tích đức. Không những thế, cả gia đình chị đã bắt đầu ăn chay hậu Phật. Cuộc sống gia đình trở nên hạnh phúc, ấm êm. Nhờ vậy, các con an khỏe, trưởng thành, thăng tiến. Phần anh Điền, mới đầu không cam tâm bỏ cuộc, không chịu rời xa Hiểu Mỹ. Tôi phải khuyên lương giải thích phân tích lợi hại đủ điều, cuối cùng mới dàn xếp ổn thỏa. Kể lại câu chuyện này, tôi mong rằng các mái ấm trong dân gian luôn sống hòa thuận, an vui. Hy vọng tất cả các cặp vợ chồng sẽ thủy chung với nhau, tương thân tương ái. Xin quý vị đừng vì sao động nhất thời mà phát sinh ngoại tình. Quả báo tà dâm rất đáng sợ. Ngoài kết cuộc, người mất nhà tan, còn chiêu lấy thảm báo ở địa ngục. Khi khởi tâm ngoại tình, hay nuôi dưỡng ý tà, là quý vị đã tự phá tan phúc báo hiện có. Nghĩa là, tài lộc quyền đều bị sạc. Ai cũng tưởng sát sinh mới đoạn bệnh. Nhưng, thật ra, tà dâm cũng chiêu lấy quả báo bị các bệnh hiểm nghèo, tán tài, mất phúc lộc và đoạn bệnh chết rồi, còn đọa vào địa ngục chịu khổ. Xin mọi người hãy nghiêm trì giới luật, chẳng nên đến ngoại cảnh dụ dỗ. Nếu người lỡ phạm tà dâm, thì ngay đây nên hạ quyết tâm từ bỏ, tha thiết sửa đổi lỗi trước, phát nguyện sám hối, vĩnh viễn không tái phạm. Như vậy, mới có thể chuyển đổi vận bệnh mình thành tốt đẹp. Lời Người Dịch Hiểu Mỹ Ngoại Tình bị quả hồng cảnh báo nếu tiếp tục sẽ không hạnh phúc với tình dân còn mắc bệnh phù khoa nan y và chết yểu vậy thì ác độc giả sẽ có người thắc mắc nói rằng thấy trên thế gian này cũng có nhiều kẻ ngoại tình và họ ra đi xây tổ uyên ương với người mới cũng đâu có bị báo ứng gì chúng ta có thể lý giải như sau người làm ác mà chưa bị báo ứng liền là do phúc họ còn nhiều một khi phúc suy quả báo sẽ ập tới và lại bạn chỉ đứng bên ngoài nhìn đầu theo sát một bên cũng chẳng phải là người trong cuộc để cảm nhận được những bất hạnh mà kẻ ngoại tình phải thầm đếm trải nếu bạn theo dõi lâu dài ắt sẽ thấy diễn tiến sau này đa số đều xảy ra đúng như lời quả hồng đã cảnh báo còn nữa trong chuyện diễm tuyết cô Diệp. Tuy ở vị trí kẻ thứ ba, nhưng cô xuất hiện để đòi nợ và báo thù, trả lại những thống khổ mà đối phương đã từng gieo cho mình ở kiếp trước. Bởi kẻ có lỗi trong đây là Diễm Tuyết, nên hiện đời không được phép oán giận. Ngược lại, còn phải tạo nhiều phúc thiện để hồi hướng cho cô Diệp hầu cứu chuộc lỗi xưa. Do vậy, mới có những chuyện tình oan trái bất công phù tình mà không thấy báo phá gia can mà chẳng thấy trả quả là vì những ẩn khuất trong đó ta chưa hiểu chứ luật nhân quả vận hành không bao giờ sai riêng chuyện hiểu mỹ khi không mà tạo tội thì sẽ lãnh ác báo như quả hồng đã cảnh cáo phần đông người ta phạm lỗi vì không hiểu luật nhân quả nếu am tường rồi thì ác sẽ không cam lòng tạo tội vì nếu so sánh sẽ thấy chạy theo tình cảm nhất thời niềm vui không bao nhiêu mà hậu quả thống khổ phải trả lại vô cùng tận nếu đặt lên bàn cân người khôn ngoan sẽ biết chọn điều thực sự có lợi cho mình người ta thường nói phật pháp là xuất thế không dính gì đến thế gian ấy vậy mà phật pháp lại tác hợp với thế gian vô cùng tốt đẹp để tôi kể bạn nghe câu chuyện thực mình từng chứng kiến tôi quen Nhã Lan, cháu khoảng 26 tuổi, rất xinh đẹp, tốt nghiệp trường điện ảnh, hành nghề không bao lâu thì cháu kết hôn với một Mỹ Nam túng tú. Môn đăng hồ đối và giải nghệ sống bình thường như bao máy ấm khác. Nhưng vợ chồng Nhã Lan là đôi trai tài gái sắc, mà tài sắc trong dân gian luôn là tiêu điểm để phần đông người ta theo đuổi tranh giành. Do vậy, mà hôn nhân của Nhã Lan nằm bên bờ vực tan vỡ, vì ai cũng có người theo đuổi. Nếu cả hai vợ chồng đồng không chung thủy, thì chuyện chia tay là lẽ đương nhiên. Có lần, Nhã Lan gọi điện cho tôi tấm tức khóc kể. Cô ơi, con không muốn sống nữa, cho con chết quá cô ơi. Vừa nghe cháu than, tôi hiểu ngay, trong đời người ta thường đau khổ vì sự nghiệp, danh vọng, tình cảm bất như ý. Nhã Lan có đầy đủ hết, nên tôi đoán chỉ có tình cảm mới làm cho cháu buồn dữ vậy. Ác là do Đức Lan Quân có nhiều đeo đuổi đã khiến cho cháu sầu khổ. Vì vậy, tôi bảo. Kiểm lại xem trong đời con có từng làm khổ ai chưa? Dạ có, rất nhiều, nhiều lắm cô. Vậy thì xem như con đang trả quả đi, nếm lại khổ đau để thông cảm với những người từng bị con làm khổ. Lúc ấy tôi rất bận. Do phải tiếp hai cuộc điện thoại bất ngờ và quan trọng cùng lúc, nên không kịp nói gì nhiều với Nhã Lan, và cháu đang buồn nên cũng không muốn nói năng chi nhiều. Sau đó, cháu kể cho tôi nghe, lúc đó đang rất muốn tự tử, nhưng câu nói, xem như con trả quả đi của tôi, đã làm cho cháu bừng tỉnh và quyết tâm vượt qua khổ đau. Sau đó, hai vợ chồng cháu được một cao tăng hướng dẫn. Trước tôn tượng Phật, họ thề sám hối mồi lỗi xưa, nguyện sống chung thủy, nghiêm trì ngũ giới, tu theo Phật Pháp. Hiện tại, Nhã Lan sống rất im ấm. Cháu từng tâm sự với tôi. Cô ơi, con không có mơ giàu sang danh vọng hay bất kỳ thứ gì khác. Con chỉ muốn sống an phận như vậy mà hạnh phúc là đủ rồi. Ngày ngày tự kiểm lỗi mình để không phạm sai. Ngày ngày càng hành trì theo pháp Phật, tụi con càng hạnh phúc. Nhờ vậy mà vợ chồng con tin nhau tuyệt đối. Ai mà nói xấu con á là ảnh binh liền à. Ai mà nói xấu ảnh thì con cũng binh nữa. Vì biết đôi bên đều lo giữ giới, không dám tạo tội phạm lỗi nữa. Chẳng còn ai lo ai ngoại tình, chẳng ai thèm canh ai nữa vì đã có giới pháp của phật bảo vệ rồi mà tụi con cứ thế mà sống cứ thế mà tích đức tạo phúc gieo nhân an ổn từ đời này mãi đến đời sau nghe cháu nói mà vui ai bảo phật pháp không đem lại hạnh phúc cho người thế gian chứ